dạ dày. Đăng Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Thưa quý vị khán giả, qua những chương trình đã phát sóng thì Hát Mãi Ước Mơ vẫn luôn đón nhận được rất nhiều tình cảm từ phía quý vị khán giả, và chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện mà chúng tôi mang đến đây nó sẽ lan tỏa được đến với nhiều người hơn, để chúng ta có thể san sẻ những yêu thương, giúp đỡ cho những hoàn cảnh ở xung quanh chúng ta còn nhiều khó khăn. Và hai người giám khảo trong chương trình đồng hành cùng với Đại Nghĩa trong suốt mùa 4 này với Hát Mãi Ước Mơ, đó chính là hai nghệ sĩ vô cùng quen thuộc với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hà Trâm. Em tính kêu vậy đó, em tính nói vậy đó. Bữa nay anh em mình là một đội nghe em. Quá hợp lý luôn à. Xin mời các vị giám khảo về vị trí của mình. Và thưa quý vị khán giả, với hai vị giám khảo Ngọc Sơn và Võ Hà Trâm là những người đã từng theo dõi rất nhiều những câu chuyện Hát Mãi Ước Mơ, và đôi khi những câu chuyện sẽ làm cho không khí của chúng ta nó hơi mang cái màu sắc trầm buồn. Vì vậy ngày hôm nay hai vị giám khảo yên tâm, Đại Nghĩa sẽ mời đến đây một nhân vật mà có thể sẽ làm cân bằng lại phần nào đó cái cảm xúc của chúng ta. Một nhân vật cực kỳ quen thuộc với mọi người, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Long đâu? Làm lại, chắc anh còn đang e thẹn, còn đang mắc cỡ, núp bên trong chưa ra. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Có lẽ anh ấy đang bận chạy lại cái mái tóc của mình. Mặc dù cái mái tóc ấy cũng không có nhiều để mà chạy. Xin quý vị khán giả chờ Đại Nghĩa 3 phút thôi. Nghĩa sẽ đi tìm anh Long và mang anh ấy đến ngay sân khấu của chúng ta. Dạ 3 phút. Nói chưa cũng mắc cỡ nha quý vị. Lên sân khấu, đèn đuốc sáng trưng, camera quay hình mình. Mình ra mình chào đón lung linh lộng lẫy. Tưởng sao giới thiệu khách mời không xuất hiện. Không biết có trong phòng này không nữa. Ôi trời đất ơi, anh Long ơi, anh Long ơi, làm em quê quá anh Long. Vụ gì? Anh ơi, người ta lên sóng từ nãy tới giờ rồi. Em nói quá rồi, nói ầm ầm rồi đó, anh không nghe sao anh? Tại vì mấy em nó dễ thương quá anh. Anh đang hỏi về cái cuộc sống rồi, cái đam mê rồi này kia. Tại sao lại đi nghe nè, dễ lắm anh. Muốn hỏi về chuyện đó và mời tới cái nhà hàng của anh đi. Anh đãi các bạn ấy bữa ăn free đi. Là có nhiều cái để nói lắm. Được. Bữa nào tới nhà hàng qua đã của anh đi, không, anh phải nói lại là anh mời tụi em đến ăn miễn phí, phải nói rõ. Anh mời tụi em tới 62 đường Đồng Nai. Anh ơi, thiếu chưa miễn phí. Ăn miễn phí. Bốn người thôi nha, đừng dẫn thêm người thứ năm. Anh tới anh lo hết cho. Cái đam mê về ca hát đó là quá hay. Vì vậy cho nên là em ở đây em chờ anh chút xíu đi. Dạ alo, sao? Cái gì biên tập nói lớn lên coi. Hả? Anh Ngọc Sơn với Hà Trâm ngủ trở luôn hả? Anh ơi, hai người giám khảo kia ngủ luôn rồi anh ơi. Ngủ chút đi để nói chuyện chút xíu. Khán giả còn chờ mình nữa. Nghe lời em thôi, có gì rủ về nhà hàng mà tâm tình sao nghe mấy em. Mạnh mẽ lên, dạ, tự tin lên. Đi. Tạm biệt các em nha, một lát nữa mình gặp lại nhau. Ông này ông nhiều chuyện quá. Dạ thưa quý vị khán giả, Đại Nghĩa đã quay trở lại đây. Ủa, Trâm với anh Sơn vẫn chưa ngủ hả? Đâu, em ngủ mấy giấc rồi dậy selfie nè anh. Rồi anh tìm rồi anh Long chưa? Nãy biên tập gọi cho anh nói hai giám khảo ngoài này ngủ rồi. Lo quá. Ông Long ông bận nhiều chuyện ở trong kia. Nhưng mà bây giờ anh đã kéo ông ra đây được rồi. Dạ thưa quý vị, và bây giờ là sự xuất hiện của giám khảo khách mời, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Thật sự là Long xin lỗi anh Ba Ngọc Sơn, xin lỗi Trâm rất là nhiều vì thấy mấy thí sinh thương quá. Dạ, ơi. Dạ. Bốn em sẽ ra đây ai cũng là chiến thắng hết, anh sẽ chấm điểm cao hết để cho em. Anh ơi, cái vai mà ông Bụt ấy, cái vai ông Bụt trong chương trình này chấm điểm ai cũng cao hết á, thuộc về anh Sơn.
về hả Sơn ơi? Sơn ơi, nếu như là em thương bốn thí sinh ở trong kia đang lo lắng dữ lắm, hồi hộp dữ lắm. Anh thấy ai anh cũng thương hết. Thành nữ ra em thương tình anh em cho các bạn điểm cao chút xíu. Rồi em cứ tới nhà quả đã quan anh đãi em nha. Ừ. Đây mới là điểm chính đúng không? Đúng rồi. Ừ, chút nữa anh nói chuyện với em ha. Ừ, cảm ơn em nhiều. Nghĩa trời ơi, em giống như là một người vô hình vậy mọi người ơi. Ủa, Trâm cũng là điểm chính luôn hả? Dạ, hai người đó chính anh là phụ. Dạ, hai người đó chính anh là phụ. À, không. Hả? Mới là phụ. Em mới phụ. Trâm ơi, anh cũng mời em tới nhà hàng của anh luôn. Miễn làm sao mà chương trình ngày hôm nay sẽ tìm ra được một cái giọng hát tuyệt vời. Nếu như được bốn giọng hát tuyệt vời nó càng hay. Vì Việt Nam của mình làm thật. Không hát thì thôi. Dạ. Mà hát là hay. Mà nhất là cái loại hình trữ tình bolero. Dạ. Phải qua ông Hoàng Nhạc Việt Ngọc Sơn. Wow. Trời ơi, em là một tâm thần nhỏ bé anh ơi. Dạ, hai tấm thân không hề nhỏ bé đang ôm nhau nha quý vị. Em quay phim lại là em ngồi không có chuyện gì làm để quay phim hai anh lại. Trời ơi. Em xúc động, anh nhớ em rồi. Bữa nay giám khảo của mình không có Thảo Mai nhiều hết trơn. Thưa quý vị khán giả, chương trình Hát Mãi Ước Mơ ở mỗi tập phát sóng sẽ có 4 thí sinh. 4 người đó sẽ đến đây và kể 4 câu chuyện cho chúng ta nghe. Đó là những câu chuyện có những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mà các bạn ấy có thể biết được là bởi vì là người thân của mình, hoặc là vô tình biết được ở đâu đó và các bạn ấy muốn kể cho tất cả mọi người để có thể chúng ta chia sẻ để cho những gia đình đó phần nào vượt qua được những cái sự khó khăn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, vòng Ước Mơ. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã đến với vòng đầu tiên, vòng Ước Mơ. Và câu chuyện đầu mà chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe là một câu chuyện về tình chị em. Một câu chuyện rất xúc động về tình cảm của một người em trai dành cho người chị bệnh tật của mình. Câu chuyện đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chú tên Đặng Thanh Trà, sinh 1976, 14 tuổi, chú bán báo dạo. Chú cũng đồng lời phụ cha mẹ tiền chợ. Chú nghĩ chú dạng mà đi làm bảo vệ, cũng mấy năm trời xong rồi. Bà già tay biến rồi bà chị gánh, mình gánh hai người luôn. Đâu có làm nữa đâu. Lớp chưa bị đụng xe nữa. Năm 1998 bị đụng xe ở đầu chém hai này mất rồi. Mẹ mới mất 25 ngày thôi, còn cha mất lâu rồi. Còn bà chị tâm thần hai mắt không thấy đường. Phải khuôn mang bà chị, để muốn đi làm cũng hơi khó khăn. 6 giờ sáng dọn quán cà phê á. Nấu nước sôi, pha trà, pha cà phê nữa. Mỗi tháng cho 500 ngàn. Hàng xóm người ta thấy thương thì người ta, người có này có kia giúp đỡ vậy thôi chứ là khổ lắm. Có phụ bán vậy thì lai rai thì chủ quán này nó thương, nó chăm chế thì được. Chứ đi làm ta đâu có làm được. Có nghe được giúp đỡ vậy là mừng lắm đó. 7 mấy 8 giờ về cho bán sáng. Một tí phải cắt ra nhuyễn nhuyễn, kéo cắt nhuyễn nhuyễn rồi đút từng muỗng. Sáng xong rồi đi chợ. Đi chợ về lay quay nấu cơm rồi ăn này nọ xong chưa nghỉ xíu. Khi chặt đồ cho bả, khi này nọ cho bả. Chú cũng thương bà chị, mà hồi xưa chị cũng thương chú. Nếu bà còn chưa bị bệnh á. Nhưng mà khi chăm bả hay chú cũng nghĩ chuyện riêng tư chú lắm. Bà nghĩ đâu chú lớn tuổi còn nhỏ đâu. Nhưng mà chú cũng muốn lập gia đình. Vợ mình phải thương chị mình. Nó dễ, còn dặn không có thương chị mình thì nó đâm ra nhiều chuyện. Cũng có nghĩ tới chuyện đó nhưng mà không biết sao. Khi tiền bạc không có mà sao muốn mơ cũng chưa được. Nó vậy. Thì em thì thương nhau mình trước giờ rồi, đâu bỏ đâu có được. Ruột thịt với nhau sao bỏ được.
Em biết đến chú Trà là cũng từ lâu lắm rồi. Cách đây cũng khoảng hơn 10 năm. Cháu nó có tình có nghĩa với chú. Lúc mà bà già còn á, nó đăng ký rồi, nó có đăng ký dù hát phải mơ đó. Cho tới năm nay thì em có gửi đơn để xin chương trình của mình để giúp đỡ chú Trà. Vì em muốn cuộc sống của chú Trà có thể được ấm áp hơn, có thể có một chút gì đó để có thể trang trải cuộc sống. Cho nên là em muốn lấy tiếng hát của mình để có thể góp một phần nào đó cho chú già. Mỉm cười thần sinh tươi, nụ cười con sao giống thiên thần, thần ấm áp nước mắt mẹ rơi. À ơi ơi à ơi à, à ơi à à, à ơi. Giờ con đã lớn lên rồi, vẫn như ngày còn trong nôi, nhìn thương sao bóng dáng mẹ ngồi, tông ba bàn nước mắt còn rơi. À ơi, ơi à ơi à, à ơi à à, à ơi. Tình thương ấy của ba mẹ như đôi cánh thiên thần, để cho con luôn được sống trong bình yên. Mẹ yêu thương ba chở che và chăm lo dạy dỗ, đôi cánh ấy mãi theo con suốt cuộc đời. Tình thương ấy của ba mẹ như đôi cánh thiên thần, để cho con được phút bay lên trời cao. Bay đi mãi suốt cả tuổi thơ, bay đi mãi với những giấc mơ, để chạm đến những ước mơ ngọt ngào. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Đôi Cánh Thiên Thần với tiếng hát của Thanh Tùng. Tùng ơi, năm nay nhiêu tuổi rồi Tùng? Dạ năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi đang làm công việc gì vậy em, hay là còn đi học? Dạ em còn học đại học và em có kinh doanh một số thứ ở nhà. Và làm sao em có thể biết được gia đình của chú Trà? Dạ tại vì em là hàng xóm của chú Trà cũng hơn 10 năm. Ngày hôm nay thì có anh Trà đang có mặt ở đây. Em xin phép em được mời anh Trà lên sân khấu ạ. Dạ, em chào anh. Dạ anh ơi, hôm nay sức khỏe của mình như thế nào rồi ạ?
chào anh Sơn, chào chị Trâm, chào anh Long, chào anh Nghĩa. Sức khỏe em thì cũng yếu, không giống được người ta, rồi giao thông thì em hai. Dạ. Như anh nói trong cái clip mà mọi người xem á, là anh đi làm phụ ở một cái quán ha anh? Cà phê ở sớm. Dạ. Và mình làm như vậy thì mình thu nhập như thế nào anh? Thì tháng có 500 ngàn. Một tháng 500 ngàn thôi hả? Dạ. Em nghĩ rằng một tháng 500 ngàn là không đủ tiền ăn nữa đó. Không, có bên ngoài cũng có cho, tháng cho 2 triệu. À dạ, dạ mình có bên ngoài hỗ trợ mình một phần nữa không anh? Khi cũng có do xe, chiếc xe qua Honda, xe cà tạng chạy xe ôm. Dạ. Bữa có bữa không. Nghe cái hoàn cảnh của anh Trà, và một con người đã sống 20 năm chịu đựng nuôi người mẹ tai biến mạch máu não, rồi còn một người chị như vậy nữa, thì rất là thương, anh rất là thương. Nhân đây anh cũng gửi cho một món quà nhỏ tinh thần tặng cho Trà 3 triệu nha. Cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Thương lắm. Trong trái tim anh và mọi người, anh chị em nghệ sĩ và còn rất nhiều người ở ngoài xem chương trình này sẽ hướng về Trà. Và Trà không bao giờ cô đơn đâu, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm đến giúp đỡ Trà. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Anh Trà ơi, ngày hôm nay khi mình đến mình tham gia chương trình thì không biết ở nhà ai coi chừng chị ba, ai coi sóc chị ạ? Sáng này em cũng có cho ăn sáng rồi. Sáng em cũng quánh mì để nhà cũng nhờ chị sớm dùm chừng dùm. Dạ. Thôi anh gửi luôn cho Trà nha. Cố gắng lên nha. Anh thương lắm. Thương lắm nha Trà. Bằng tuổi em út của anh gì đó. Hà Ngọc Hà sẽ lớn hơn Trà 1 tuổi, sinh 75. Trà sinh 76. Em út nha. Thương quá Trà. Cố gắng lên nha. Okay. Cảm ơn anh Sơn. Long cũng như Ngọc Sơn đó, Long biết gì hơn thì Long cũng xin gửi cho anh Trà 3 triệu. Cầu mong có một công ty nào đó, có một đại gia nào đó sẽ gọi đến chương trình và sẽ ủng hộ cho anh chị mỗi tháng, để suốt quãng đời này anh có thể anh yên tâm, anh lo cho gia đình và anh lo cho chị ba. Wow. Dạ. À, cảm ơn. Bây giờ thì em có thể cho em Tùng ở đây một vài nhận xét về cái phần dự thi vừa rồi của mình, để em có thể có thêm kinh nghiệm cho vòng thi sau nha. Kinh nghiệm cho vòng thi sau là bớt rung nha em. Vòng nào, vòng đầu này cũng rung hết. Em cũng vậy, chị thấy em rung dữ lắm. Chỉ cần em bình tĩnh, tự tin thôi, bởi vì giọng em rất là khỏe và rất là sáng. Và hy vọng là nếu mà vòng sau mình có cơ hội chọn được một cái bài phù hợp hơn á, một cái bài mà khoe được cái phần cao của em nhiều hơn, thì chắc chắn là em sẽ thể hiện được rất là nhiều lợi thế trong cái giọng hát của mình. Cảm ơn giám khảo Võ Hà Trâm. Thưa quý vị, đó là câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai của chúng ta là một người thanh niên khuyết tật, nhưng mà anh ấy có rất là nhiều nghị lực, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Câu chuyện về anh ta như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Nguyễn Duy Minh, tôi ở Trần Quang Khải. Năm nay tôi 40 tuổi. Tôi bị sốt bại liệt từ lúc mà tôi 1 tuổi. Thì trước dịch đó, thì tôi có nuôi gà ở dưới quê gửi lên, nhưng mà sau đợt dịch đó thì nó chết hết rồi, cho nên là hiện bây giờ là chưa có việc làm. Hiện giờ là tôi vẫn ở cùng mẹ và dì dượng với cậu. Gia đình tôi bây giờ là hầu như là chỉ còn có một mình mẹ tôi là mua bán nhỏ. Có lúc á thì mẹ bán chè, có lúc á thì mẹ làm bánh tét, có lúc thì mẹ làm xôi và bán cho những người lối xóm. Còn dì dượng thì ở nhà thì tạm thời thì cũng chưa có mua bán gì được. Vừa rồi thì cả nhà cũng bị dịch Covid, cả nhà cũng đều bị nhiễm hết. Lớn lên thì cũng như bao người khác thì tôi đam mê thể thao, tôi tìm đến thể thao, chuyển qua chơi bắn cung. Trong quá trình học cây cung này đối với anh thì nó cực kỳ khó khăn. Khó khăn lớn nhất của anh đó là vấn đề là thể lực, thể trạng. Tại vì anh bị
khuyết luôn cái tai bên này. Tai bên này giống như là anh teo cơ, còn cái tai bên này thì anh bị chấn thương. Cho nên nó tóm lại là anh là người không phù hợp để cầm cung. Thì một cái cung nhẹ nhất ở đây mà một đứa lớp 5, lớp 6 nó bắn bình thường mà anh Minh không cầm được, anh Minh bắn cũng không được nữa, thì tôi mới nói một câu là anh cần rèn luyện thể lực rất nhiều. Thì trong vòng khoảng 3 tuần lễ là thể lực của anh đã thay đổi, và anh đã sẽ sử dụng cái cung đó thành thục và bắn vô tâm không à. Tôi dỗ dài anh, tôi nói là bây giờ cái kết quả của anh nó đã chứng minh anh có làm được hay không. Đó là cái lý do mà tôi muốn đi tiếp. Tôi càng muốn dạy cho tất cả khách về quyết tâm của mình, làm tốt ở tất cả những gì mà khả năng của tôi làm được. Nếu như mà có cái công việc làm ổn định đó, thì anh cũng muốn là phụ giúp mẹ anh phần nào, đón vợ con vào cùng, và có cái thời gian, nếu có thời gian thì tôi vẫn tập luyện để đeo đuổi cái ước mơ của mình. Ước mơ của tôi là được tập luyện, là được thi đấu. Tôi có nói là tham gia cái chương trình để giúp cho anh, nhưng mà hy vọng là sẽ lực lọt vô vòng, rồi kiếm cho anh một chút đỉnh để mà anh lấy cái chi phí đó để mà anh học nghề. Anh đã có được cái nghề của mình rồi á, thì anh sẽ tiếp tục thực hiện cái đam mê của mình, là với cái vai trò là một người vận động viên khuyết tật bắn cung. Rằng rỡ như rừng mãi nở.
Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Một đời người một rừng cây, với tiếng hát của Tuấn Anh. Cảm ơn em. Tuấn Anh biết không, bình thường khi anh nghe cái bài này không thôi, anh cũng đã rất xúc động rồi, bởi vì cái ý nghĩa của bài hát. Và ngày hôm nay khi em hát cái bài này á, nó lại làm cho anh nghĩ về nhiều hơn nữa những cái câu chuyện mà chúng ta đã từng bắt gặp đâu đó trong cuộc sống, và những con người giống như em vậy đó. Em hướng dẫn cho bao nhiêu người khuyết tật trong cái bộ môn này ngoài Duy Minh ra? Em công tác ở thể dục thể thao với một vai trò là huấn luyện viên bắn cung. Em cũng đi dạy và hỗ trợ cho một cái trường chuyên biệt tương lai ở trên địa bàn của quận 5. Là trường đó là chuyên về khiếm thính, khiếm thị, về tất cả các loại bệnh. Đó thì từ năm 2015 cho đến nay. Thì nên chính vì vậy em có cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho mấy em khuyết tật đó. Còn bây giờ thì xin được mời Duy Minh. Dạ thưa quý vị, đây nhân vật của chúng ta đây, Duy Minh. Trong clip có nghe em nói là em có một cái mong ước là bây giờ mình sẽ có tiền để mình có thể mình đón vợ con mình về ở cùng với mình. Vậy hiện nay vợ con của mình ở đâu vậy Minh? Dạ hiện nay là vợ con Minh ở Hà Nội. Vậy là vợ em là người Hà Nội hả? Dạ. Em bị bại liệt ở đôi chân mình là từ dạ, bao giờ? Em bị bại liệt từ lúc em 1 tuổi. Người vợ em cũng giống hoàn cảnh giống như em. À. Thường tụi quá. Em là vận động viên. Tụi em thi đấu rồi gặp gỡ với nhau. Vợ em đã vào Nam bao giờ chưa? Vợ em vào đây hồi 2015. Rồi lúc mà có bầu mang em bé thì đi ra ngoài đó sinh. Cho nên là em mới ước mơ là có cái gì đó để em làm. Em kiếm tiền em đón vợ con em vào. Con em năm nay cũng 5-6 tuổi rồi hả? Dạ, vợ em đi về sinh con thì năm 2017 là được 4 năm rồi. Con em được 4 tuổi rồi. Cái người vợ của em cũng đang bị khuyết tật như em, mà phải một mình lo nuôi dưỡng một đứa con. Anh xin phép chương trình cho anh gửi cho vợ em 5 triệu đồng. Đó là cái tấm lòng của anh. Dạ, em xin cảm ơn Kim Thưa Long. Anh cực kỳ nể phục là những con người bị khuyết tật mà đã làm đem những huy chương, những thành tích về cho quê hương đất nước như vậy. Thì anh xin gửi tặng cho em là 3 triệu nha. Anh gửi lên luôn. Cảm ơn anh Ngọc Sơn. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn. Thì em cũng góp tí xíu. Hy vọng là sau chương trình này thì sẽ có nhiều mạnh thường quân để góp hơn, để cho anh có đủ số tiền để mình có đi học nghề, để mình ra có một cái nghề. Em thấy anh rất là nghị lực. Trong ánh mắt của anh á, lúc mà anh giương cái cây cung á, nó cực kỳ là mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Và em nghĩ là đã một người khuyết tật, đã từ một bên là cơ bị teo, một bên là bị chấn thương, mà anh có thể giương cái cung, anh trở thành một vận động viên khuyết tật bắn cung như vậy, thì không có cái gì khó để anh có thể vươn lên và anh có thể đón vợ con như là ước mơ của anh. Thì em phụ anh 3 triệu nữa. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em gửi anh Minh. Sao đâu có tiền mặt sẵn gì trời. Mẹ sẵn hết rồi là... Anh ơi, em ngồi đây tới mùa thứ 2, thứ 3 em có kinh nghiệm anh à. Dạ. Anh, em không có phải đi vay mượn nữa. Chết rồi, cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ có tiền mặt trong túi hết trơn vậy. Em ơi, cho anh thiếu nợ nha Minh, để anh nói ban tổ chức chuyển lại cho em nha. Rồi anh xin gửi cái này cho em. Rồi nói cho anh gửi lời thăm vợ. Cho nên mà vợ mà vào trong Nam mà không có điều kiện thì em cứ nói ban tổ chức gọi điện thoại cho anh. Anh giúp được một cái vé máy bay hay là một cái vé tàu hỏa gì đó, anh sẽ giúp cho em nha. Rồi. Dạ, cảm ơn anh Long. Một lời đề nghị rất tuyệt vời. Một tấm vé từ Bắc vào Nam với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì hoàn toàn không đơn giản. Cho dù đó chỉ là một tấm vé tàu lửa, và nếu tuyệt vời hơn nữa thì là vé máy bay. Dạ, cảm ơn anh Long. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo cho một vài nhận xét với phần trình diễn vừa rồi của Tuấn Anh. Mời anh Kim Tử Long. Tuấn Anh ơi, anh nghe em hát là trong lòng anh nó xao xuyến dễ sợ, và anh dành hết tình cảm của anh cho cái bài hát đó. Và nếu như vào vòng trong, em hãy tự tin hơn nữa. Em nên nhớ một điều, đây là một chương trình hát mãi ước mơ. Và giọng hát của em, nó là một cái động lực để cho mình có thể tiếp tục trong cái cuộc sống này. Ý là cái tầm quan trọng của giọng hát của mình. Với tất cả những thí sinh đến đây mà hát á, thì cái giọng hát của họ vô cùng quan trọng, là bởi vì họ đang hát thay cho ước mơ của những nhân vật giống như là Minh ở đây.
Và câu chuyện tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị đến với câu chuyện của chị Nguyễn Thị Tịnh, một người phụ nữ rất mạnh mẽ nhưng cuộc sống của chị có rất là nhiều sự trơn chuyên, bất hạnh. Mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện của chị nha. Khi lấy anh xây dựng anh là năm 97, chị sinh năm 97, 98 chị sinh cháu đầu là chị sinh ra là bị tật bẩm sinh, bị téo nào. Được cháu thứ hai thì bình thường, nó đi học ở Hà Nội. Con cháu thứ ba thì năm nay cũng 16 tuổi, cũng bị nào bẩm sinh luôn. Rồi lấy xong anh đi, anh ấy tên là nắm đi em đi. Cháu là cứ nói tóm lại là cứ ở trên giường này, chỉ bông vô bông ra một ngày là không biết mấy lần. Còn anh thì cùng không làm được gì, chỉ bông lên ngủ này, bông xuống lên xe, xuống xe một ngày là chỉ 6-7 lần trên cái vai của chị á. Trên cái vai của chị nó 6-7 lần. Anh có làm được gì mà tắm giặt là hai bàn tay của chị cả. Nhiều khi thấy họ thật có đứa con gái khốn không, mình cảm thấy tủi lắm. Chị cháu người nó ốm đi ú, có cái ú rồi đấy. Thì đi gặm cạnh đấy rồi 6-7 năm cho nó ú ú đông ngủ đó. Như chồng con nó đi chiều rồi nè. Cuộc đời của chị thì chị nghĩ là chị cũng nghĩ được, nghĩ biết nó đang đây. Chứ mà chị cũng có thể buông xuôi được hai con thì mấy chồng. Chưa khi mong mà chị nghỉ buông ai đưa con đi chồng hết. Cứ nghỉ cố gắng lên để chăm chồng với con. Khó cho em. Chị ấm ức trong người là cái đầu của chị, khi mong chị cũng cảm thấy nặng nề. Chứ mà chị cứ sau chị nghỉ lại là đừng có thằng con trai để cố gắng lên để gồng lên để nuôi ba cha con thì vẫn có một thằng con trai khùng. Chứ không khi mà chị nghỉ buông xuôi hại đứa con với chồng mà. Đối với một người thân trong gia đình thì lúc chị gái lấy chồng thì mình cũng mong muốn là chị gặp được một người chồng biết chăm lo gia đình, khỏe mạnh, người sinh con đẻ cái ra tất cả mọi việc rồi bình thường. Bây giờ số phận chị không may rồi lấy chồng rồi sinh con ra rồi không được bình thường như mọi đứa trẻ khác. Rồi bây giờ chồng bị tai nạn nằm một chỗ thì bây giờ rất là đáng thương. Thì đối với một người em thì tôi tham gia cái chương trình là để một phần nào là giành được giải thưởng rồi giúp cho chị có chi phí là trước mắt là chữa bệnh. Rồi thứ hai nữa là để lo có chi phí lo cho các cháu và anh. Rồi để cho chị được biết là ngoài tình cảm anh em trong nhà còn có rất nhiều là tình cảm của mọi người xung quanh và rất chi là quan tâm. Và tôi sẽ cố gắng hát thật hay để dành tặng cho chị gái của mình và để chị có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống.
ai xuôi tàu cho tôi nhắn gửi miền Trung thương nhớ. Thương lắm miền Trung ơi, nắng cháy tơi bời, lũ lụt triền miên, mưa bão giông về mái nhà đổ nghiêng. Tàn tác cỏ bay, đồng xanh cây trái giờ trăng xóa như dòng sông. Mẹ tìm con thơ, vợ ngồi trong ngóng trông trên nóc nhà tranh vơi. Ai khóc ai gào trong gió chiều lạnh đây. Áo rách tả tơi, quần sắn quá gối, ôi thương quá như miền Trung. Biết bao thân phận vẫn còn nổi trôi, người ơi xin nhớ. Giang tay đón miền Trung, đau thương sẽ không còn, nắng vàng lại lên. Dòng bão tan rồi mai ngày bình yên. Nói hết làm sao, miền Trung yêu dấu đây khúc ruột Việt Nam. Lòng người bao la dại dòng như nước Việt, xin hãy kề vai sát nhau. Chung sức chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau. Xin hát vài câu, bầu ơi thương bi, nhiễu điệu phù lấy giá gương. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dẫu xa muôn trùng tình Nam nghi Bắc, chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dẫu xa muôn trùng tình Nam nghi Bắc, chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Duy, Thương lắm miền Trung ơi, với tiếng hát của Phương Thành. Chào em. Mình từ Nghệ An mình vào đây luôn phải không Thành? Dạ, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Chị Tịnh là chị ruột của mình hả Thành? Dạ, chị Tịnh là chị ruột chị thứ hai. Nhà mình có tất cả là bao nhiêu chị em vậy? Dạ, nhà em là có tất cả là 7 chị em. Vậy thì các anh chị em khác trong nhà mình có giúp đỡ, có hỗ trợ được cho chị Tịnh nhiều không Thành? Thì nói chung là ở nhà thì hoàn cảnh ở quê thì cuộc sống thì của ai thì cũng khó khăn. Thì giúp thì cũng chủ yếu là tình cảm hoặc là giúp công việc, chứ nói về giúp điều kiện thì không có khả năng. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là không có chị Tịnh đến với chương trình vì khoảng cách khá xa xôi và tình hình dịch bệnh nữa. Cho nên là chúng ta cũng sẽ gọi điện cho chị để chúng ta có thể trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của chị nhiều hơn nha. Xin nhờ chương trình liên hệ với chị Tịnh ạ. À, xin chào chị Tịnh ha. Em chào tất cả mọi người đến trường của em. Chị ơi, chị em là Trâm ạ. Chị chào em. Dạ dạ, em chào chị. Em thấy rất là thương chị luôn á. Có bao giờ chị cảm thấy quá bế tắc với cái số phận của mình không? Vì trước đây anh cũng bị tai nạn, chị là chị cũng phải đi dư anh ngồi một chỗ 7 năm trời, chị quá vất vả. Mong mà mình nặng anh đi lại được nhé. Thương quá.
quá. Ở trong người chị Tịnh còn có khối u ở trong ngực nữa. Tại vì hồi nãy em có nghe nói. Đúng rồi. Mà chị Tịnh đã đi chữa cái khối u của mình chưa, hay là vì cái hoàn cảnh này mà chị vẫn chưa chữa trị chị hả? Được đấy là khi anh nó khỏe đi chữa gì đi xin khám ở bệnh viện giấy bệnh viện thì là có một cái đứa một trong khu ở ông cụ mà sáu là ra Hà Nội mưa đưa ra Hà Nội khám với chủ là về một tháng thì quay ra rã về nhà thì vất vả con cái của anh mỗi chiều buông bỏ bệnh của chị luôn tên tơ luôn. Trước đây khi mà anh còn khỏe đó là chị cũng đã từng định đi khám rồi. Nhưng mà từ khi anh bị tai nạn là chị bỏ luôn ý định đó luôn. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Một người mẹ rất là vĩ đại, đẻ ra những người con như vậy mà một lòng thương chồng thương con và lo cho con, không thể nào cầm nổi nước mắt được. Ngọc Sơn xin gửi đến cho một món quà nhỏ nhỏ tinh thần cho chị Định là 10 triệu ha. Cố gắng lên nha. Và Ngọc Sơn cũng tha thiết kêu gọi những nhà mạnh thường quân khắp các nơi hãy chung tay để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn như vậy. Em cũng phụ cùng với anh Ngọc Sơn cũng gửi gia đình mình 10 triệu. Và em mong là chị vẫn tiếp tục mạnh mẽ, vẫn tiếp tục giàu nghị lực để vượt qua. Và nếu như có cơ hội thì chị cũng đi khám vấn đề sức khỏe của mình. Tại vì bây giờ trong gia đình là chỉ có một mình chị là lo toan hết thôi. Nếu như mà chị có vấn đề gì thì không biết ai sẽ lo cho hai cháu và lo cho anh nữa. Nên chị phải cố gắng nha chị. Rồi chị cảm ơn em nhiều. Dạ dạ. Chị ghi nhận. Dạ, em gửi cho anh, nhờ anh gửi cho chị giùm em. Dạ. Cảm ơn Võ Hà Trâm. Chị Tịnh ơi, anh là Kim Tử Long đây. Anh muốn hỏi em một cái điều mà chắc có lẽ là không biết cái nói gì. Long cũng xin gửi cho gia đình 5 triệu đồng. Long chỉ mong là anh chị hãy vượt qua nỗi khó khăn và cái đau khổ này. Cố gắng lên nha. Cố gắng lên. Anh gửi Thành đem về và gửi cho gia đình nha. Và chị Tịnh ơi, thì thấy hoàn cảnh của chị như thế này thì Đại Nghĩa cũng muốn gửi đến cho chị một món quà như thế. Một món quà nhỏ thôi cũng sẽ gửi, nhờ Thành gửi đến cho chị gái của mình. Số tiền là 5 triệu là một món quà đến từ anh nha. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, cả nhà Tịnh, chị Tịnh khỏe. Dạ. Dạ, bây giờ thì thôi xin được phép gửi lời chào tạm biệt đến chị, gửi lời chào đến anh luôn nha. Và dạ, mong chị và anh giữ gìn sức khỏe. Xin chào tất cả. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Thành. Xin mời một vài ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Xin mời anh Ngọc Sơn. Giọng hát của em hôm nay thì rất là truyền cảm. Mặc dù nó hơi chuột choạc đủ thứ hết, nhưng mà anh nghe trong đó một cái chất tình rất là sâu. Cố gắng lên nữa nha. Dạ. Dù cho Thành không phải là một giọng hát hay, nhưng với một cái tấm lòng nhân ái yêu thương của Thành đó, đã chiến thắng trong chương trình này rồi. Cảm ơn ý kiến từ anh Kim Tử Long cũng như là của các vị giám khảo. Còn bây giờ thì mời Thành có thể vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phần 2 nha. Thưa tất cả các quý vị trong ban giám khảo,
Câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan đến một người nghệ sĩ. Và khi thời thanh xuân đã đi qua, thời hoàng kim đã không còn nữa, thì không phải người nghệ sĩ nào cũng may mắn có được một cuộc sống ổn định. Câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan đến một người nghệ sĩ cũng đã từng một thời đứng trên sân khấu, đã từng có được những vinh quang như thế. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Hồng Ân. Thì thông qua một người bạn, mình biết được hoàn cảnh của cô Thanh Xuân và Thanh Đào là hiện giờ đang có hoàn cảnh rất là khó khăn, và hai cô đang sống một mình và đang bị bệnh rất nặng. Và mỗi ngày cô cũng đều cố gắng để mà đi bán vé số để trang trải cuộc sống của mình ở trong cái điều kiện nó rất là khó khăn và đáng thương. Tôi là nghệ sĩ Trang Thanh Xuân. Năm nay tôi 71 tuổi. Tôi vô nghề lúc 14 tuổi là đi đoàn ban thiếu nhi qua thế hệ trên đài truyền hình. Sau đó là tôi đi đoàn Thái Dương thành được Phượng Liên. Sau đó nữa là tôi đi đoàn Thái Dương Úc Trà Ôn Ngọc Bích. Sau đó là tôi về đoàn Hương và Thảo Phương Bình. Sau đó nữa là tôi về đoàn Việt Nam Minh Dương. Năm 75 là tôi vẫn còn ở đoàn Minh Dương Việt Nam. Sau ngày giải phóng thì tôi đi hát với Sông Bé Hai, với nghệ sĩ Vũ Linh, Minh Tâm, Giang Châu. Rồi sau tôi có về Quỳnh Long, có về Minh Cơ. Thì sau đó là tôi bị bệnh tim, tôi không đứng sân khấu được nữa, tôi phải giải nghệ. Thì tôi về thì mình cũng không biết buôn bán gì. Tôi đi nấu bắp á, thì đẩy xe đi bán. Mà nấu bắp á thì đi đẩy đi bán được, mà cứ nồi bắp bắt lên nồi với bắt xuống bắt không được, nặng quá. Rồi không lẽ mình có phải nhờ lối xóm hoài cũng không được. Thế là tôi lại đổi qua tôi bán chè chuối chưng. Thì bán cũng không được đắt, ế ẩm quá. Sau đó thì tôi lại đi bán vé số. Và tới bây giờ tôi bán vé số được mấy chục năm. Cái phòng này là tôi với cô nghệ sĩ Thanh Đào em tôi đó thuê. Thì phòng cũng nhỏ. Bên đó thôi thì cái giường để cho cô Thanh Đào, còn tôi ngủ bên đây thì nó cũng ngắn lắm. Cái nằm rồi mình phải đưa dư cái cẳng ra đây. Thì đây là đồ đạc của nhà. Phần cũng nhỏ. Thời gian đầu giải nghệ thì tôi rất nhớ sân khấu. Tôi đi bán vé số đó, mà tôi nghe Vũ Linh hay là anh Minh Dương nó ca đằng kia đó, hát trên đài ca đằng kia, thật sự là tôi rất là đau lòng. Nhưng mà bệnh hoạn rồi, đứng sân khấu không được. Không được, phải chấp nhận. Bây giờ em tôi nghệ sĩ Thanh Đào cũng đi bán cái số. Tôi thì tiêm tôi hai thứ rối loạn tiền đình, huyết áp cẳng thì thoái hóa khớp cẳng tĩnh mạch. Em thương nghệ sĩ Thanh Đào bỏ cắt mở thứ không hai quần trước cũng hoảng loạn rồi. Một ngày thì tôi chỉ bán được khoảng 50 tờ vé số. Ngày thì Thanh Đào em tôi được khoảng 45 tờ. Tại vì đau bệnh quá đi không có nổi. Những ngày mà mưa đó thì bán ít lắm, bán không có đủ tới 50 vé nữa. Về nấu nồi cơm lên, mua 10.000 đồ ăn, ăn qua ngày. Thông qua chương trình, Hồng Ân mong muốn là đóng góp cái lời ca tiếng hát của mình để mong là có thể góp một phần chút sức lực nào đó để giúp đỡ cho cô. Thank you.
sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Rượu nồng đó người đã say chưa, ân tình này sao không gắn bó. Đời là như dòng nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa. Nghề sướng ca tôi mang tội gì, mà là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ đời vui. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho quý vị. Có lẽ bởi vì đây là câu chuyện của một người nghệ sĩ, cho nên là Đại Nghĩa cũng như là các anh chị em có mặt ở đây có rất là nhiều sự đồng cảm. Cho nên khi Ân vừa cất lên câu hát đầu tiên thôi là chúng tôi đã không kềm được cảm xúc của mình. Cảm ơn em, cảm ơn em đã mang đến câu chuyện của một người nghệ sĩ sau khi đã từ giã sân khấu. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có mời cô đến đây được, bởi vì sức khỏe của cô không tốt. Cho nên là chúng ta cũng sẽ có một cái sự kết nối bằng hình thức gọi điện cho cô. Xin mời chương trình. Dạ, con xin chào cô ạ. Chào con. Dạ, dạ. Dạ, con là Đại Nghĩa, đến từ chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Trước tiên con muốn hỏi thăm hôm nay sức khỏe của cô như thế nào rồi ạ? Cô bị mấy ngày trước cô rối loạn tiền đình đó, cô chóng mặt dữ lắm. Dạ. Hôm nay cô cũng còn chóng mặt quay quay rồi cô bị tim á. Dạ, con Kim Tử Long chào cô Xuân. Cô chào Kim Tử Long. Từ nãy giờ con xem mà con rớt nước mắt. Cô ơi, năm nay con cũng 56 tuổi rồi. Con nhìn cô rồi con lại không hiểu rằng một ngày nào đó con không còn đứng trên sân khấu nữa thì cảm giác đó như thế nào? Cô ơi, cô đừng khóc nữa. Con cảm ơn chương trình. Nếu như không có chương trình Hát Mãi Ước Mơ này thì con không thể biết được cô Trang Thanh Xuân lại có một cái cuộc sống như vậy đâu. Con không biết một người nghệ sĩ tên tuổi lừng danh của thập niên 80 mà bây giờ phải như thế này. Thôi thì con xin gửi cô 5 triệu. Con thương lắm trời, con không biết nói sao luôn. Con bị nhức đầu luôn. Con gửi cô một món quà nhỏ nhỏ 10 triệu nha. Gửi nó đây, được cho em cầm nha. Thương lắm cô ơi. Cảm ơn.
Con đây con gửi cho cô 5 triệu. Cảm ơn con. Em chưa kịp nói với cô vài lời. Tại vì em có một người anh, thì anh này á, ảnh cũng có một cái quỹ để dành cho những nghệ sĩ, những người làm nhạc công hay những người làm trong nghệ thuật mà đã lớn tuổi và không có còn làm nghề được và đang khó khăn, thì ảnh sẽ có trợ cấp mỗi tháng. Thì em sẽ xin chương trình cái địa chỉ hay là cái số điện thoại của cô để em sẽ kết nối với anh bạn của mình để anh có thể có cái sự giúp đỡ cho hai chị em cô mỗi tháng, trợ cấp hàng tháng luôn. Còn bản thân em thì em cũng xin gửi cô 5 triệu để cô cùng với em của mình trang trải cuộc sống. Cảm ơn Trâm, cảm ơn các vị giám khảo. Bây giờ anh muốn hỏi Ân một chút nè. Ân có đến nhà của cô chưa, có đến căn phòng này của cô chưa em? Dạ em có đến. Ở đâu vậy em? Ở quận 8 anh. Anh sẽ đến trực tiếp để gặp cô. Và anh cũng sẽ gửi cho cô một số tiền là 5 triệu đồng để hỗ trợ cho cô trong cái cuộc sống hiện nay, để phần nào có thể giúp cô vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Và bây giờ thì em sẽ nghe một vài nhận xét về cái phần trình diễn của mình nhé. Mời Võ Hà Trâm. Sau câu chuyện của cô Xuân vừa xong và chị cất lên tiếng hát và hát ngay đúng cái bài về cuộc đời của một người nghệ sĩ á, thì ở dưới đây ai cũng xúc động hết. Và bản thân chị cũng rất là xúc động, nghẹn ngào ở từng câu hát. Người có thương, thương tôi nghệ sĩ, thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường gièm pha tôi kiếp sương. Chị có một cái giọng hát rất là ngọt ngào, rất là hay. Và em nghĩ rằng trong cái vòng tiếp theo này, khi mà mình đã bình tâm lại rồi á, thì chị sẽ tỏa sáng với cái giọng hát ngọt ngào này và với một tà áo dài rất đẹp, và bản thân chị cũng rất là xinh đẹp nữa. Và em rất cảm ơn chị đã mang đến một bài hát rất là xúc động. Dạ em cảm ơn chị. Thì cái giọng của em á, nó thật ra là tôi nghe nó ngọt ngào làm sao đó. Nó vừa phải đó. Có cái xúc cảm trong con người mà, trong trái tim mình chuyển tải ra những lời hát, nó vừa nhẹ nhàng, nó không phải gì nặng nề, không phải là thể hiện cái này phải đưa nút cao, phải gồng, phải tính toán trong từng câu từng chữ. Em hát một cách rất là tự nhiên, mà cái bài hát này rất là xúc động. Chúc mừng em nha, chúc mừng Ân nha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là em cũng nhận được cái thế mạnh của mình, đó chính là cái sự tự nhiên. Và cái điều đó nó xuất phát từ chính trái tim, cái tình cảm của mình dành cho nhân vật là cô Trang Thanh Xuân. Hãy tiếp tục giữ điều đó để đến với vòng 2 em nha. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn ạ. Khoan cho em gửi quà đã. Dạ. Chị gửi cô giùm em ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua 4 câu chuyện. Chúng ta đã lắng nghe, chúng ta đã có những sự chia sẻ cảm thông. Và chúng ta đã nghe các bạn thí sinh mang lời ca tiếng hát của mình đến đây, cất cao tiếng hát để lấn át khó khăn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi điểm số mà máy chấm điểm thông minh của chúng tôi chấm điểm các bạn ấy trong phần thi đầu tiên này là bao nhiêu điểm nha. Xin mời 4 thí sinh quay trở lại sân khấu. Và bây giờ, mời các bạn chúng ta hãy hướng mắt về màn hình để chờ xem số điểm của mình. Xin mời. Điểm số dành cho Thanh Tùng, Tuấn Anh, Phương Thành và Hồng Ân. Xin mời. Điểm Tuấn Anh 86 điểm, Phương Thành 84 điểm và tạm dẫn đầu đó chính là Hồng Ân 89 điểm. Chúc mừng Hồng Ân, em là đang có điểm số tạm dẫn đầu so với các bạn. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái đặc quyền là lựa chọn một người trong số 3 người còn lại để hát cùng với mình ở vòng thi tiếp theo, vòng song ca. Em muốn chọn bạn nào? Ba hoàn cảnh lúc nãy, hoàn cảnh nào em ngồi dưới em cũng khóc hết. Nhưng mà cái hoàn cảnh của anh Thành này là em khóc nhiều nhất. Chắc là em sẽ hát trợ chung hát với anh Thành. Có gì anh em mình hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy là Ân sẽ lựa chọn Thành để hát cùng với mình ha.
hai anh em Tùng với lại Tuấn Anh sẽ hát cùng với nhau. Chúng ta đã tìm ra hai cặp để có thể song ca ở vòng 2. Thưa quý vị, vòng 2 của chúng ta có tên Chinh Phục. Chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và đây là vòng 2, vòng có tên là Chinh Phục. Ở vòng này thì các bạn sẽ có hai màn song ca để chinh phục các vị giám khảo. Vòng này khó hơn vòng trước nha. Bây giờ thì anh mời Ân với Thành, hai bạn tiến lên chiếc nút bấm này. Các bạn hãy đặt tay lên đây và bấm nút để chọn ra một bài hát ngẫu nhiên mà mình sẽ cùng song ca với nhau. 3, 2, 1, bấm! Đường Tím Bằng Lăng là một bài hát trữ tình ha. Bài này hay à nha, bài này hay à. Hợp với cái áo dài luôn cả. Cái màu này nè, hợp với cái màu bằng lăng nè, hoa bằng lăng nè. Thôi, mời hai anh em có thể lùi xuống một tí. Tiếp theo, Tùng và Tuấn Anh tiến lên nào. Để coi coi hai chàng trai này bấm nút chọn được bài hát nào. Đặt tay lên nút bấm. 3, 2, 1, bấm. Giữ nguyên. Mẹ tôi. Bây giờ thì chúng ta đã biết được bài hát đó rồi. Đây là những bài hát cũng rất là quen thuộc, cho nên là các bạn hãy vào trong thật nhanh chóng để mà phân chia câu và hát làm sao để thuyết phục được ban giám khảo nha. Ở vòng thi này, mời các bạn. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã quay trở lại với vòng 2. Đây là vòng chinh phục các vị trong ban giám khảo. Và chúng ta sẽ có hai tiết mục song ca. Đầu tiên sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Yên, Đường Tím Bằng Lăng, với phần dự thi của Hồng Ân cùng Phương Thành. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bướm cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím cùng trời. Mùa thi năm cuối sau em theo chồng giữ lại để bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngần. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chi lắm em ơi. Đời không là mơ như lời thơ ngày đó. Trường đời ôi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây, anh cô đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến, mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dở dang, chưa yêu đã lớn lao. Vẽ ngân khúc hát sầu vương, hoa răng tìm đường nhung nhớ. Hoa cốt để mất em. Ông mắc cỡ, ông không dám nắm tay. Thục lắm. Thục lắm.
cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dở dang, Chúa yêu đã lỡ làng. Vẽ ngân khúc hát sầu vương, hoa răng kín đường nhung nhớ. Hoa hồng đầy mất em rồi. Vẽ ngân khúc hát sầu vương, hoa răng kín đường nhung nhớ. Hoa hồng đầy mất qua đây đứng, đứng ngay chánh giữa. Chưa bao giờ tôi thấy có một đôi song ca hát một cái bài buồn mà khán giả vui dữ vậy. À, rồi, anh cho anh nói một câu với Thành nha. Dạ. Thành hát giọng thì anh không nói, nhưng mà phong cách là giống, rất là giống Ngọc Sơn. Hả? Sao? Tại vì Ngọc Sơn mà hát với lại Đào đó, là Ngọc Sơn cũng nhát như em vậy đó. Không dám nắm tay nắm chân, không dám mới là ôm ấp đâu. Sợ má la hay sao? Trời, không có. Má còn suối nữa đó. Vậy hả? Mà nhát lắm đây, nhát Đào, nhát Đào. Còn tôi là tôi lên hát là tôi phải tình tứ, tôi phải ôm Đào. Còn đây nhát Đào lắm, y chang Ngọc Sơn nè. Em thấy anh chìa ra muốn nắm tay em, nhưng mà anh không dám, anh cứ cúp cúp là em cũng biết sao nữa. Đưa ra gần tới cái tay của người ta thì nắm đại luôn đi, được cái ngón tay cũng được thụt lại. Đưa ra tính hốt rồi, sực nhớ y vợ nhà đang coi. Rút cái tay lại. Trừ điểm giao lưu. Em có gia đình rồi không em? Thấy không? Có vợ rồi. Cũng tính một lần phiêu lưu, nhưng mà có một phiêu lưu mạo hiểm quá, không ổn, rút tay về. Cho nên là nghĩ cái sâu xa hơn, phải hiểu thông cảm cho các bạn ấy. Thì còn về cái phần ca hát thì thế nào? Mời Võ Trâm. Hai giọng hát này á, đều là dành cho trữ tình bolero, cho nên là hát vô rất ngọt. À, chỉ có anh Thành á, là đôi khi là nhịp đi nơi, anh đi sao nhịp tí. Nhưng mà em được cái câu cuối vô đúng nhịp em mừng húm luôn á. Ở trên đây là giám khảo đánh nhịp muốn xỉu, mà nở lòng nào không nhìn. À, hát thì rất là tình cảm, nhưng mà có điều là nhịp anh chạy tùm lum hết trơn à. Còn chị Ân á, thì hát rất là ngọt. Như em nói là khi mà chị đã bình tĩnh lại rồi thì chị sẽ tỏa sáng với cái giọng hát của chị. Hai người chỉ có cái vấn đề là diễn nó vui quá thôi, chứ còn lại là hát thì em nghĩ là nó cũng hay. Giọng ca của Ân thì thực sự là giọng ca mượt ha. Giọng ca em quản giọng em rất là rộng, em không bị thụt hơi một cái nút thấp hoặc là lên cao, cũng không bị vói, không bị gắn một cái gì hết. Coi như là bài này bài thứ hai của em hát trong chương trình này mà thấy nó rất là nhẹ nhàng tự nhiên. Nãy giờ nói giọng ca nữ, bây giờ nói giọng ca của Thành. Thì Thành nhìn hiền lành dễ thương quá, từ người Nghệ An vô mà hát bolero vậy là hay rồi. Hát được nhạc bolero nó khó lắm. Nhạc trữ tình bolero phải nó đòi hỏi cái quãng nó luyến lên luyến xuống này nọ, nó rất là khó. Thôi con chúc mừng hai bạn đã tạo lên một cái tiết mục rất là dễ thương và nghe ấm áp tình cảm. Dạ. Chúc mừng hai bạn nhé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn nha. Rồi, mời hai bạn có thể vào trong. Dạ thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với đôi song ca Tuấn Anh và Thanh Tùng trong một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, Mẹ Tôi. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngó nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngỡ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan đao ngoài hiên. Mùa đông cây bằng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ.
ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Biển sông thế cao, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăm ngàn sao rơi. Thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Biển sông thế cao, một ngày nhớ mẹ sóng trào cơi xa. Trời gió mây ngang, một ngày khóc mẹ trăng tàng sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già ước mặc. Biển sông thế cao, một ngày nhớ mẹ sóng trào cưới xa. Trời gió mấy ngàn, một ngày không mẹ chẳng tàng sao rơi. Trèo lên và Thanh Tùng với một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Trần Tiến, Mẹ Tôi. Và cái phần trình diễn vừa rồi cũng thật sự là ấn tượng với hai chàng trai này, phải không ạ? Ý kiến từ các vị giám khảo, xin mời anh Kim Tử Long. Nói chung thì hai bạn đều hát có cảm xúc hết á, nhưng mà về thể hiện bài hát, phong cách á, thì Tuấn Anh có phần trội hơn. Anh thấy em diễn cảm rồi, em lên cao trào rồi, có cảm xúc dữ lắm. Còn đối với lại Tùng á, thì nó trầm lắng hơn, nó thể hiện một cách rất là mộc mạc đơn giản. Nhưng mà đặc biệt Tùng lại có một cái chất giọng rất là ấm. Giọng của em anh thấy nó trội hơn giọng Tuấn Anh một chút. Vì anh cảm hơn những cái giọng mà gọi là trầm ấm. Đây là một bài hát mà Trâm đã từng thể hiện rất là thành công. Vậy thì khi Trâm nghe lại hai bạn này thể hiện cái khúc này thì cảm xúc của em thế nào? Hồi trước em hát bài này á, với một cái phiên bản nó nhẹ nhàng lắm. Và ngày hôm nay là một phiên bản hoàn toàn khác, một phiên bản nó dữ dội hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó rất phù hợp với hai giọng nam. Cả hai giọng đều rất là khỏe và rất là bắt mic. Anh Tuấn Anh bắt đầu và câu mẹ ơi là nó đã vang vọng núi rừng rồi. Và khi Tùng cất giọng hát của Tùng lên, nó vẫn làm ở dưới đây rung rinh hết. Cả hai đều có một cái nội lực và chúc mừng hai bạn đã làm rất là tốt ca khúc này. Đó là ý kiến từ các vị giám khảo, xin cảm ơn. Và bây giờ xin mời hai bạn Hồng Ân và Phương Thành quay trở lại sân khấu. Thưa quý vị, ở vòng thi này thì giám khảo sẽ là người đưa ra điểm số của mình. Cũng rất là khó bởi vì các bạn có vẻ ngang tài ngang sức cùng với nhau. Các vị giám khảo sẽ chấm điểm số trên thiết bị và sau đó chúng ta sẽ nhìn lên màn hình và coi coi giám khảo dành cho mình bao nhiêu điểm. Thời gian dành cho giám khảo bắt đầu.
Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lên bảng điểm để chờ xem điểm số mà các vị giám khảo dành cho mình là bao nhiêu nha. Điểm của giám khảo Ngọc Sơn, số điểm là... Như vậy là anh Sơn cho đều 4 bạn hết là điểm số 20. Anh Sơn giống như là... Ông Bụt gì đó, ông Bụt. Ông Bụt ấy, thân thiện lắm. Ai cũng thương hết trơn. Ai cũng không có muốn nở, không nở là hạ điểm. Cho nên anh cho đều trân vậy đó. Mà nhờ vậy hai người còn lại mới bị làm khó. Tiếp theo giám khảo Võ Hạ Trâm. Và cuối cùng giám khảo khách mời Kim Tử Long. Như vậy là chúng ta thấy ở trong bảng điểm này thì Hồng Ân với lại Thanh Tùng là hai bạn có điểm số cao hơn, cho nên các bạn sẽ có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Còn với Tuấn Anh và Phương Thành thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây nha. Xin mời giám khảo mời anh Long trao bảng tiền thưởng cho hai bạn. Mỗi một bạn sẽ có một phần tiền thưởng là 8 triệu đồng và các bạn có thể gửi đến cho các gia đình mà các bạn mang đến câu chuyện ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với Hát Mãi Ước Mơ. Em cảm ơn anh Kim Tử Long. Còn với Hồng Ân và Thanh Tùng, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào vòng cuối cùng, vòng thi mang tên Tỏa Sáng. Từ ngày nào nồng nàn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giờ thôi chìm bao. Qua rồi một thời vội vàng giống chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối, giữa thênh thang bầu trời nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi bốn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội van tim hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng xa vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Rồi làm gì và được gì, ngày tháng xa vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, ta nhìn thời gian xa khối buồn.
xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm thật thề chào đắng nâu cằn. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, cháy bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ trong giới những ngày đầu chưa, ba giá miếng dừa đường mòn xưa giáng nắng dầm mưa. Xa khối buồn ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chậm chạp sao đắng nâu cằn. Xin nắng hạ khối buồn ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chậm Cảm ơn Hồng Ân, một ca khúc rất là hay của cô nhạc sĩ Bắc Sơn, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Tùng ơi, Tùng ơi, ra đây cùng với anh và với Hồng Ân nào. Thưa quý vị, đây là vòng tỏa sáng. Các bạn ấy tự chọn bài mà mình yêu thích, và các bạn ấy hát mà không có cần nhìn vô màn hình phía trước, không phải là hát karaoke nữa, mà giống như mình đang trình diễn như là một người ca sĩ thật sự. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo sau khi xem xong hai phần dự thi này. Xin mời giám khảo Ngọc Sơn. Fa fa la do re son. Rồi bây giờ mọi người sẽ rất là ngạc nhiên tại sao cái bài này cô này muốn tiến thoái lưỡng nan. Em không thể nào bắt thấp hơn được nữa và bắt dù âm cao hơn, tại vì cái nốt re nó quá cao đối với nữ, đúng không? Rồi cuối cùng chọt lại nữa, không biết là mình lên cái nốt cao hay nốt thấp, tại vì nó nhân quận 8 lên. Ta ra nghĩa là nó thấp quá đối với em, là lên đây thì trường quay máy đủ thứ trời, ánh sáng nó đánh vào rồi người rung nữa, thành ra những cái cột hơi chưa chắc đã vững. Còn phần thi của Tùng, Tùng thì có một chất giọng, giọng đẹp tự nhiên, giọng hay, nó dễ thương. Và tôi cũng đồng cảm được với các bạn trong cái tình cảm xuyên suốt cái bài hát. Nói chung là gửi lời yêu thương, chúc mừng đến với hai bạn. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn, xin mời anh Kim Tư Long ạ. Tôi không hiểu tại sao mà Thanh Tùng lại chọn cái bài hát này. Vì cái quãng nó làm cho cái giọng của con mờ đi. Con ca nó không có gọi là làm cho sáng giọng con ra. Đó là một cái bất lợi. Cái thứ hai nữa là Ân cũng vậy, như anh Sơn anh nói là em chọn cái bài, tại sao lại chọn cái bài Rau Đắng Mọc Sau Hè? Trời ơi, cái bài này anh nói thật là bài này ai mà lên sân khấu hát á thì cũng rất là sợ, vì cái quãng thấp thì nó thấp quá mà gì, cái quãng cao thì cao quá luôn. Đối với lòng trong cái cuộc thi hát mãi ước mơ này á thì hai bạn đều đã làm tốt cái sứ mệnh của mình là truyền đạt cái thông điệp đến với lại khán giả, đến với người xem truyền hình là chúng ta hãy yêu thương và giúp đỡ những mảnh đời nghèo khổ. Dạ, đó là quan điểm từ giám khảo Kim Tư Long. Xin mời Võ Hà Trâm. Cái vấn đề ở đây chỉ là chọn bài thôi. Hai bạn đều có sẵn cái tố chất giọng rồi. Cái chọn bài chính là cái vũ khí để mình có thể ra chiến trường chinh chiến. Mà mình chọn sai gươm mới là sai hết nguyên bài luôn. Đối với Ân hay đối với Tùng cũng vậy, cái quãng trầm của mình bị hạn chế, thì mình nên chọn những bài nào ít cái quãng trầm thôi, còn lại là cứ trung và cao là cứ đi tới. Giống như là cái bài ở vòng song ca vậy, nó tôn lên cái giọng của hai bạn. Dù sao các bạn cũng đã đến đây, cũng đã làm rất là đẹp chương trình này rồi, và chúc mừng các bạn. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là thời gian để các vị giám khảo dành điểm số cho hai thí sinh của chúng ta, Thanh Tùng và Hồng Ân. Xin mời. Điểm số các vị giám khảo dành cho Hồng Ân. Đầu tiên sẽ là giám khảo Kim Tử Long. Hồng Ân 20 điểm, Thanh Tùng 19. Tiếp theo là điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Hồng Ân 20, Thanh Tùng 19.
Và cuối cùng là điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm, 19 dành cho Hồng Ân, Thanh Tùng 19 điểm. Và như vậy là hiện nay Hồng Ân đang có 59 điểm và Thanh Tùng đang có 57 điểm, nhưng mà đây mới là 60% điểm từ giám khảo thôi, vẫn còn 40% đến từ máy chấm điểm thông minh. Xin mời. Năm giây cuối cùng, 3, 2, 1. Và điểm số cuối cùng, Hồng Ân có 98 điểm và Thanh Tùng 96 điểm. Chúc mừng Hồng Ân và cũng như là Thanh Tùng nữa, hai bạn đã làm rất tốt vai trò của mình trong ngày hôm nay, giống như là lời nhận xét từ các vị giám khảo. Và người có điểm số cao hơn là Hồng Ân sẽ nhận được một số tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng. Và người còn lại là Thanh Tùng sẽ nhận được số tiền thưởng là 14 triệu đồng. Xin mời giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hạ Trâm sẽ trao hai bảng tiền thưởng cho hai bạn Hồng Ân cùng với Thanh Tùng. Cảm ơn hai vị giám khảo Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm. Xin mời anh Kim Tử Long. Mời anh Kim Tử Long cùng lên sân khấu luôn ạ. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta đã có những câu chuyện rất là xúc động. Chúng ta có thể lắng nghe và chia sẻ nhiều với những hoàn cảnh rất là khó khăn ở chung quanh ta. Và Đại Nghĩa hy vọng rằng với mỗi số phát sóng của chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ lan tỏa được nhiều hơn thế nữa những thông điệp yêu thương, để những hoàn cảnh xung quanh chúng ta đang gặp khó khăn sẽ cảm thấy được an ủi, để cảm thấy rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ và cảm thông. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu thương, đã đến với Hát Mãi Ước Mơ trong suốt những số phát sóng vừa qua. Hồng Mân, em có điều gì muốn chia sẻ hả em? Riêng cái phần của em á, thì em xin chia cho mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khó khăn thì một phần em chia sẻ cho ba hoàn cảnh còn lại á. Dạ, mỗi hoàn cảnh 1 triệu thì em cũng có một phần nhỏ. Cảm ơn tấm lòng của Hồng Mân rất là nhiều nha. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự góp mặt của giám khảo khách mời anh Kim Tử Long, cũng như là hai giám khảo chính Võ Hạ Trâm cùng với anh Ngọc Sơn. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Hát lên những giấc mơ xanh, trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ, trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên hát lên câu chuyện tình người.